đầu gầm, lên đầu gầm. Nói chuyện giao lưu đi, chờ chị đi. Tôi tự nhiên mới phát hiện ra cái này thì nếu đem mà nó có cái tà. Đang kia là có tà này. Bạn thích cái tà. Chặt được chi, đang nói vậy. Có tà hả? Có tà hả? Có tà. Ví dụ mày có xanh có đỏ cũng đẹp dạ. Đúng không? Đâu. Mà thay kịp hơn. Anh sợ em không thay kịp á. Cái cả chi đặt đồ rồi, cái màu xanh hai người đồng giống nhau. Chị là xanh ngọc. Chị là xanh ngọc. Xanh nhạt hơn xanh ngọc. Là em không có ngay. Cái bộ em. Bộ long long đúng không? Lông của em là xanh xanh hơi đậm đúng không? Ủa, quên, đúng rồi. Vậy chứ bạn là cái bộ xanh, xanh lông em nãy giờ tôi cái bộ xanh kia. Đâu xanh kia đâu. Xanh lông, lông lấp ở trong chiếu chiếu. À đúng rồi. Yên tâm đi, của chị không hề chiếu nha, em không chiếu. Thấy chưa? Em chưa. Người chị là có tà thôi. Kiều có đu không Kiều? Có. Đu cái này nạt lắm. Từ dưới nạt bà lưu sợ kiếm. Tao Kiều đu cái nào vậy? Không biết nữa, giữa cái này hay gì quá à. Kiều lên thử kia đi. Thôi, ta kêu hết lên. Những cái này chị chi bu đô cái này. Trời ơi. Sao bây giờ thầy tới đu là cho thử nước ngoài nó là sao được. Mặc váy nha. Anh đạo diễn. Chị bu đang kêu chị bu chóng mặt nè. Anh đu hoài, đu gì đu hoài vậy. Nhìn thấy cái xoay tấm này em hết hồn luôn. Mới quá, cái này mới quá nha chẳng mặt. Sao không chịu đứng dậy khởi động hay làm gì cả? Chưa, chị luôn chưa làm xong nè. Ủa là đợi tới lượt hả? Cũng phải khởi động rồi chứ đó. Đứng đây rồi mà còn hỏi. Tại vì em tưởng là sẽ đeo cái đèn chùm này cho nên em làm quả váy. Trời ơi, chú Tô. Đây, nha, tôi nghĩ điều này. Nó xoay nha chị. Nó xoay, nó có xoay dậy luôn á. Chóng mặt nha. Cái này có dây bảo hiểm không ạ? Mất tiếng thì phải đứng xa đó anh. Dây bảo hiểm không ạ? Có gì bảo hiểm không ạ? Không bình thường, nếu có lúc dễ thì phải có dây bảo hiểm không ạ? Hả?
danh nên mặc cái bộ đồ con cá nằm chỏng chồi lên. Trời ơi. Cái mỡ nó cũng giống lắm đúng không mọi người? Rồi mọi người sẽ thấy cái concept này. Thế được rồi. Biết nó đang như... Nó đang bay nhiều. Chị Xu ơi, chị Xu chút tôi nhìn em nha chị.